Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền Quảng Bình. Hôm nay thứ ba ngày 6 tháng 8 năm 2019 có những nội dung chính như sau. Hội nghị trực tuyến tổng kết năm học 2018-2019. Ban chỉ đạo 389 tỉnh triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2019. Cần tăng cường công tác quản lý hoạt động khai thác cát trên sông Dinh. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 6 tháng 8, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết năm học 2018-2019 và triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam dự và chỉ đạo hội nghị. Sự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình có đồng chí Cao Văn Đình, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh ủy, đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở ngành đơn vị trong tỉnh. Năm học 2018-2019, ngành giáo dục và đào tạo đã tập trung triển khai thực hiện 9 nhóm nhiệm vụ chủ yếu và 5 giải pháp cơ bản theo nhiệm vụ trọng tâm năm học và đạt được một số kết quả nổi bật. Tiếp tục quan tâm rà soát quy hoạch phát triển mạng lưới các cơ sở giáo dục, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục, đổi mới giáo dục mầm non, phổ thông, đẩy mạnh giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng trong giáo dục phổ thông, tăng cường công tác giáo dục thể chất và giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh, bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh ở các cấp học và trình độ đào tạo, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý giáo dục, đẩy mạnh giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các cơ sở giáo dục, tăng cường cơ sở vật chất, bảo đảm chất lượng các hoạt động giáo dục đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao. Chất lượng giáo dục mầm non có nhiều chuyển biến tích cực. Cả nước đã hoàn thành mục tiêu phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi. Tỷ lệ trẻ mầm non được đến trường tăng, phương pháp chăm sóc giáo dục trẻ được đổi mới theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm. Việc đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, thi, đánh giá học sinh phổ thông được tích cực thực hiện theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực người học. Rà soát giảm cả cuộc thi, hồi thi để giảm áp lực cho giáo viên và học sinh. Thông qua chương trình giáo dục phổ thông tổng thể và rà soát xây dựng kế hoạch triển khai các điều kiện đổi mới giáo dục phổ thông. Giáo dục thường xuyên đã từng bước đa dạng hóa nội dung chương trình giáo dục, tăng cường thu hút người học tham gia các chương trình học tập. Giáo dục đại học từng bước được siết chặt theo hướng quản lý chất lượng, tìm các giải pháp để nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội. Công tác đào tạo sau đại học được chấn chỉnh. Bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị cũng đã chỉ ra những tồn tại hạn chế, đòi hỏi toàn ngành giáo dục và đào tạo phải quyết tâm, nỗ lực, phấn đấu nhiều hơn nữa để hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra. Sáng nay ngày 6 tháng 8, Ban chỉ đạo 389 tỉnh Quảng Bình đã tổ chức hội nghị đánh giá tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2019. Đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo 389 tỉnh Quảng Bình chủ trì hội nghị. Trong 6 tháng đầu năm 2019, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng vẫn còn diễn biến phức tạp, tác động xấu đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, lưu thông hàng hóa trên địa bàn tỉnh. Qua công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, các lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý 1.384 vụ vi phạm, trong đó xử phạt vi phạm hành chính gần 1.300 vụ. Tổng số tiền xử phạt hành chính, tiền phạt bổ sung, truy thu thuế và tiền bán hàng tịch thu trên 17 tỷ 257 triệu đồng. Hàng hóa vi phạm được phát hiện chủ yếu gồm ma túy tổng hợp, pháo, gỗ, thuốc lá, rượu, dược phẩm, máy móc các loại, đồ điện tử, quần áo may sẵn. Theo nhận định của các lực lượng chức năng, thì từ nay đến cuối năm 2019, nhu cầu sử dụng hàng hóa, nhất là nhóm hàng thực phẩm, đồ gia dụng sẽ gia tăng đột biến. Vì vậy sẽ tác động đến sự đột biến về giá cả. Đồng thời đây cũng là thời điểm mà các đối tượng sẽ đẩy mạnh hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả. Tại hội nghị, các thành viên Ban chỉ đạo 389 tỉnh Quảng Bình đã tập trung thảo luận, đề ra các nhóm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm để từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong thời gian tới. Là đầu mối tập trung để các sở, ban ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí cán bộ đến phối hợp giải quyết hồ sơ cho cá nhân và tổ chức. Trong nửa đầu năm 2019, Trung tâm Hành chính công tỉnh Quảng Bình đã tiếp nhận gần 13.000 hồ sơ các loại. Trong 6 tháng đầu năm, Trung tâm đã giải quyết và trả kết quả cho 8.500 hồ sơ, đạt 65% trên tổng số hồ sơ cần giải quyết. Lượng hồ sơ đang giải quyết bao gồm hồ sơ chưa đến hạn là trên 4.400 hồ sơ. Trong đó các thủ tục hành chính có tần suất tiếp nhận nhiều, chủ yếu ở các đơn vị Sở Giao thông Vận tải, Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Xây dựng, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Y tế và Sở Tài nguyên và Môi trường. 6 tháng đầu năm 2019, Trung tâm Hành chính công tỉnh Quảng Bình đã đón tiếp 18.000 lượt người đến liên hệ giải quyết thủ tục hành chính,
trung bình mỗi ngày tiếp nhận và trả kết quả gần 150 hồ sơ. Đã có 354 lượt đánh giá mức độ hài lòng đối với cán bộ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, trong đó 100% phiếu đều đánh giá ở mức độ rất hài lòng và hài lòng. Hưởng ứng tuần lễ thế giới nuôi con bằng sữa mẹ từ ngày 1 đến ngày 7 tháng 8 năm 2019, vừa qua, Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe Sinh sản tỉnh đã tổ chức buổi truyền thông nuôi con bằng sữa mẹ cho các đối tượng là phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú trong vòng 24 tháng tuổi tại xã Lộc Ninh, thành phố Đồng Hới. Tại buổi truyền thông, cán bộ Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe Sinh sản tỉnh đã truyền đạt các nội dung về tầm quan trọng của việc nuôi con bằng sữa mẹ, như cho trẻ bú sữa mẹ càng sớm càng tốt ngay sau sinh, không cho trẻ ăn hoặc uống bất kỳ thức ăn, nước uống nào khác trước khi cho trẻ bú sữa đầu tiên. Lợi ích của việc cho trẻ bú sữa non, cho trẻ bú sữa mẹ theo nhu cầu của trẻ kể cả ngày lẫn đêm. Trẻ phải được bú sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu. Không cai sữa cho trẻ trước 24 tháng tuổi, không cho trẻ ăn bằng bình bú hoặc núm vú giả. Cũng tại buổi truyền thông, cán bộ Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe Sinh sản tỉnh đã kết hợp để tuyên truyền, hướng dẫn các bà mẹ những kiến thức cơ bản về phòng chống suy dinh dưỡng cho phụ nữ trong thời kỳ mang thai và cho con bú. Trong đợt này, Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe Sinh sản tỉnh đã đang và sẽ tiếp tục triển khai thực hiện công tác truyền thông nuôi con bằng sữa mẹ, phòng chống suy dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú trong vòng 24 tháng tuổi tại một số địa phương trên toàn tỉnh. Trong những năm qua, Bệnh xá Quân dân y Đoàn Kinh tế Quốc phòng 79 không chỉ chăm sóc sức khỏe, khám điều trị cho bộ đội, mà bệnh xá còn làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe, điều trị, phòng chống dịch bệnh cho nhân dân các xã Ngân Thủy, Lâm Thủy, Kim Thủy, huyện Lệ Thủy. Bệnh xá Quân dân y Đoàn Kinh tế Quốc phòng 79 với quy mô 25 giường bệnh được xây dựng khá quy mô. Bệnh xá là nơi chăm sóc sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ lao động của Đoàn Kinh tế Quốc phòng 79 và nhân dân các xã Lâm Thủy, Kim Thủy và Ngân Thủy. Trong đó có bà con dân tộc Vân Kiều ở các bản vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Bệnh xá Quân dân y kết hợp Đoàn Kinh tế Quốc phòng 79 được trang bị đầy đủ các phòng chức năng để phục vụ công tác khám chữa bệnh cho cán bộ chiến sĩ và bà con các bản trên địa bàn. Bên cạnh việc phối hợp với các tổ chức trạm y tế cấp xã trong việc khám và điều trị, bệnh xá còn chủ động trong công tác phòng chống các dịch bệnh, giúp cho nhân dân các xã vùng biên giới. Đến nay, bệnh xá đã tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 2.530 lượt người dân trên địa bàn. Với mục tiêu đem đến cho người tiêu dùng những sản phẩm sạch và an toàn, thời gian qua, người dân xã Cam Thủy, huyện Lệ Thủy đã tập trung phát triển các mô hình trồng rau theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Hiện nay, xã Cam Thủy có một tổ hợp tác trồng rau an toàn ở thôn Hòa Luật Nam với 21 thành viên tham gia, canh tác trên diện tích khoảng 7 hectare. Ngay từ đầu vụ, chính quyền xã Cam Thủy đã khuyến khích người dân tích cực áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện mở các lớp tập huấn kỹ thuật, phương thức sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn Việt Gáp, thiết kế nhãn hiệu, đăng ký mã vạch truy xuất nguồn gốc sản phẩm, tiến tới xây dựng thương hiệu rau an toàn xã Cam Thủy. Người dân cũng đã ký cam kết bảo đảm chất lượng giống, nguồn nước tưới, phân bón. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua nhận được thông tin phản ánh của người dân địa phương về việc công ty trách nhiệm hữu hạn Phan Minh Hòa, đơn vị được cấp phép khai thác khoáng sản trên sông Dinh, đoạn đi qua địa bàn xã Nam Trạch, huyện Bố Trạch, không tuân thủ các quy định về khai thác khoáng sản, gây tác động xấu đến môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Phóng viên thời sự đã có mặt tại địa phương để tìm hiểu vụ việc. Theo ghi nhận của phóng viên, tại điểm mỏ khai thác cát Lòi Trúc trên sông Dinh, thuộc địa phận xã Nam Trạch, mỗi ngày có khoảng 3 đến 4 máy hút cát của công ty trách nhiệm hữu hạn Phan Minh Hòa vận hành. Điều đáng nói là khoảng cách từ những máy hút cát đến bờ sông chỉ là vài mét, vi phạm các quy định về phạm vi được phép khai thác cũng như các quy định về bảo vệ môi trường trong quá trình khai thác. Hậu quả tất yếu là một đoạn bờ sông đã bị sạt lở nghiêm trọng, khiến cho người dân địa phương hết sức lo lắng và bức xúc. Thì đợt trước đấy là đợt rồng ra rồng ngoài, chứ lụt vô càng ngày càng lở đó, chứ lụ mặn cũng sập rồi, chứ lụ nữa thì có một đất đai là cho dân họ làm. Nói chung là chưa ai cũng phản đối. Công ty trách nhiệm hữu hạn Phan Minh Hòa có trụ sở tại xã Đại Trạch, huyện Bố Trạch, được Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình cấp phép khai thác cát làm vật liệu xây dựng thông thường bằng phương pháp lộ thiên ngày 16 tháng 1 năm 2018. Phạm vi đơn vị này được phép khai thác gồm khu vực hạ nguồn cầu Sao Sa thuộc xã Nam Trạch và khu vực Lòi Trúc thuộc hai xã Nam Trạch và Đại Trạch. Tổng diện tích cả khu vực được phép khai thác là 3 hectare. Trữ lượng được phép khai thác là 40.700 mét khối. Thời hạn khai thác là 6 năm.
Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian đi vào khai thác, đơn vị này đã không chấp hành đúng các quy định về khai thác khoáng sản, vi phạm một phần bờ sông thuộc địa giới của xã Nam Trạch. Vì vậy, Ủy ban nhân dân xã Nam Trạch đã nhiều lần nhắc nhở, đồng thời có tờ trình gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình, Sở Tài nguyên Môi trường, Ủy ban nhân dân huyện Bố Trạch và các phòng ban có liên quan để có giải pháp chấn chỉnh tình trạng trên. Gần đây nhất là vào giữa tháng 7 thì chúng tôi đã mời Phòng Tài nguyên Môi trường về phối hợp Ủy ban để kiểm tra và có cái chấn chỉnh. Và trong quá trình khai thác thì đơn vị này thường là cái lợi dụng vào lúc ban trưa, rồi là lúc tan tầm để tổ chức là khai thác có vi phạm vào địa giới. Có lúc đã khai thác lần sâu vào cái bờ ha của đất xã thuộc xã quản lý. Gần đó là có cái đất sản xuất nông nghiệp có nguy cơ là gây sạt lở rất lớn. Cho nên là quá trình kiểm tra thì Ủy ban đã có cái đôn đốc rồi nhắc nhở và thậm chí là cái xử lý. Nhưng mà ý thức chấp hành của các chủ mỏ này thì còn hạn chế. Trên cơ sở đó thì Ủy ban đã là làm cái văn bản phối hợp đề nghị Ủy ban nhân dân xã Đại Trạch tăng cường cái quản lý nhà nước trong khai thác khoáng sản. Vấn đề chung nữa là chúng tôi trước thực trạng tình hình đó thì chúng tôi đã có cái tờ trình đã gửi Ủy ban nhân tỉnh, Sở Tài nguyên Môi trường, Ủy ban nhân huyện, Phòng Tài nguyên Môi trường khẩn trương kiểm tra phối hợp kiểm tra với Ủy ban để đánh giá lại trữ lượng, nếu đơn vị cấp mỏ nào còn trữ lượng thì tiếp tục cho khai thác, mà nếu mỏ nào hết trữ lượng thì đề nghị là thu hồi hoặc là tạm dừng trong thời gian để đảm bảo cho phục hồi môi trường. Mặc dù chính quyền địa phương đã có các biện pháp chấn chỉnh, nhưng công ty trách nhiệm hữu hạn Phan Minh Hòa vẫn ngang nhiên hoạt động ngoài phạm vi được phép khai thác, bất chấp các quy định của pháp luật. Sau khi nhận được phản ánh của người dân, đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và môi trường, công an huyện Bố Trạch phối hợp với cán bộ phòng tài nguyên môi trường huyện và Ủy ban nhân dân xã Nam Trạch đã tiến hành lập biên bản về hành vi vi phạm của đơn vị này. Ngoài cái việc mà xử lý vi phạm thôi á, xử phạt hành chính á, thì còn cái việc mà truy thu thì tài nguyên đã đô á, thì phòng phải xem xét để rồi hướng dẫn để làm, thực hiện làm. Còn cái việc mà khắc phục môi trường á, thì phòng đã đề nghị là được cái hành vi khai thác này là phải nghiêm cấm, phải là thực hiện khai thác đúng cái phạm vi được tỉnh cho phép. Rồi là đối với cái diện tích sạt lở đó, phòng xem xét yêu cầu công ty là khắc phục trong các loại cây mà đặc biệt là tre, rồi là các loại cây khác để mà chống sạt lở. Sắp tới phòng cũng sẽ tham mưu cho huyện đề nghị là cả các cái mỏ điểm cấp phép của ban tỉnh thì đến nay thì qua kiểm tra đồng thấy rằng là có hiện tượng sạt lở, cái tình trạng khắc phục môi trường là chưa tốt, với rằng là cái trữ lượng vẫn còn được nhiều, cho nên là chỗ nào mà nó sạt lở mà không còn trữ lượng nữa thì phòng tham mưu cho huyện để rồi mà xem xét luôn để rồi là thu giải phép hoặc đóng cái mỏ. Được biết hiện nay trên sông Dinh, đoàn đi qua địa phận xã Nam Trạch, huyện Bố Trạch, ngoài công ty trách nhiệm hữu hạn Phan Minh Hòa còn có 5 đơn vị doanh nghiệp khác được cấp phép khai thác cát làm vật liệu xây dựng thông thường với thời gian dài, trữ lượng lớn. Vấn đề đặt ra là với một khúc sông ngắn như vậy nhưng lại có nhiều đơn vị doanh nghiệp khai thác cát hoạt động thì nguy cơ tác động tới môi trường gây sạt lở đất là điều khó tránh khỏi. Vì vậy, bên cạnh việc tăng cường công tác quản lý nhà nước trong hoạt động khai thác khoáng sản, huyện Bố Trạch cũng cần có phương án để rà soát, đánh giá lại trữ lượng cát cũng như đánh giá chính xác đầy đủ về những tác động của hoạt động khai thác cát đối với môi trường. Qua đó, đảm bảo hài hòa lợi ích về phát triển kinh tế với đảm bảo môi trường và cuộc sống của người dân. Dự báo thời tiết Quảng Bình trưa và chiều ngày 6 tháng 8 năm 2019, khu vực thị trấn Đồng Lê mây thay đổi, ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 24 đến 36 độ, độ ẩm từ 45 đến 87%. Khu vực thị trấn Quy Đạt mây thay đổi, ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 24 đến 36 độ, độ ẩm từ 47 đến 86%. Khu vực thị xã Ba Đồn mây thay đổi, ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ, độ ẩm từ 55 đến 75%. Khu vực Phong Nha mây thay đổi, không mưa, ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, độ ẩm từ 48 đến 78%. Khu vực thị trấn Hoàn Lão mây thay đổi, không mưa, ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ, độ ẩm từ 54 đến 78%. Khu vực thành phố Đồng Hới mây thay đổi, không mưa, ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 28 đến 36 độ, độ ẩm từ 50 đến 72%. Khu vực thị trấn Quán Hào mây thay đổi, không mưa, ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 27 đến 36 độ, độ ẩm từ 52 đến 74%. Khu vực thị trấn Kiến Giang mây thay đổi, không mưa, ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 27 đến 36 độ, độ ẩm từ 51 đến 75%. Dự báo thời tiết biển có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây đến tây nam cấp 4, cấp 5, độ cao sóng từ 1 đến 2 m, biển bình thường. Tại đây chúng tôi xin kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền Quảng Bình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin trong nước và quốc tế của Đài Phát thanh Truyền Quảng Bình. Trong bản tin trưa nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Hợp tác Việt Nam EU ngày càng tăng cường. Năm học mới đã tới gần, nhưng cả nước hiện vẫn còn thiếu 49.000 giáo viên mầm non. Tin quốc tế, Nga cảnh báo Mỹ sau khi hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung INF đổ vỡ. Thưa quý vị và các bạn, chiều qua tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp bà Federica Mogherini, Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu, đại diện cấp cao của Liên hiệp châu Âu EU về chính sách đối ngoại và an ninh. Tại buổi tiếp, thay mặt chính phủ Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhiệt liệt hoan nghênh chuyến thăm của Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu, cảm ơn và đánh giá cao đóng góp của bà trong thúc đẩy quan hệ hai nước, đặc biệt là Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam EU EVFTA và Hiệp định Bảo hộ Đầu tư EVIPA vừa được hai bên ký kết vào ngày 30 tháng 6 vừa qua, là dấu mốc quan trọng và lịch sử của hai bên. Nhân dịp này, Thủ tướng đánh giá cao trưởng đại diện phái đoàn EU tại Việt Nam Bruno có nhiệm kỳ thành công. Thủ tướng bày tỏ niềm tin sâu sắc quan hệ Việt Nam và EU ngày càng phát triển tốt đẹp. Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh quan hệ hai bên đã đóng góp tích cực cho hòa bình ổn định ở khu vực. Về phần mình, Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu Federica Mogherini bày tỏ vui mừng vì có ngày làm việc hiệu quả cao với Việt Nam, nhấn mạnh mối quan hệ đối tác hai bên những năm gần đây phát triển mạnh mẽ, qua đó giúp củng cố quan hệ đối tác của EU với khu vực ASEAN. Bà cũng khẳng định mạnh mẽ lập trường của EU đối với vấn đề Biển Đông, đặc biệt là cần tôn trọng luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, đảm bảo quyền tự do hàng hải. Đây không chỉ là vấn đề song phương mà phải là vấn đề quốc tế cùng quan tâm, vì đây là tuyến hàng hải quan trọng cho cả EU cũng như châu Á. Quyết liệt chuyển hẳn sang phương pháp xử lý nguội là một trong những chỉ đạo đáng lưu ý của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, nhiệm vụ trọng tâm quý 3 và 6 tháng cuối năm 2019. Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công an tiếp tục nâng cao năng lực hiệu lực của lực lượng tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, xây dựng lực lượng thực thi công vụ nghiêm minh, liêm chính, thân thiện, có giải pháp hiệu quả và khả thi về phòng chống tiêu cực, tham nhũng và lợi ích nhóm trong quá trình thực thi công vụ về đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và các thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư trong giám sát, tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông. Khẩn trương và quyết liệt chuyển hẳn sang phương pháp xử lý nguội để thay thế phương pháp tuần tra xử lý trực tiếp. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và công nghệ mới trong kỷ nguyên số để giải quyết thật bài bản vấn đề này. Năm học mới đã tới gần, tuy nhiên theo thống kê sơ bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tính đến hết năm học 2018-2019, cả nước còn thiếu 49.000 giáo viên mầm non. Cả biệt tỉnh Sơn La còn thiếu hơn 3.300 giáo viên mầm non, hai tỉnh Bình Dương, Thanh Hóa mỗi tỉnh còn thiếu hơn 2.800 giáo viên mầm non, tỉnh Vĩnh Phúc thiếu 2.300 giáo viên mầm non. Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận định, việc thiếu giáo viên mầm non dẫn đến những áp lực lớn cho giáo viên trong thực hiện nhiệm vụ chăm sóc giáo dục trẻ. Một số giáo viên mầm non năng lực nghề nghiệp còn hạn chế, chưa khắc phục được những hạn chế về điều kiện cơ sở vật chất, yếu kỹ năng sư phạm và cách xử lý tình huống trong chăm sóc giáo dục trẻ, dẫn đến nguy cơ mất an toàn cho trẻ. Trong khi đó, công tác quy hoạch sắp xếp mạng lưới trường lớp học ở một số địa phương còn chưa phù hợp, nhiều nơi chưa dành quỹ đất để xây dựng trường mầm non, đặc biệt là trường mầm non ở khu vực có khu công nghiệp. Một thông tin đáng lưu ý cho những hành khách quan tâm tới chuyến tàu hỏa Nha Trang Huế, đó là từ ngày hôm qua, mùng 5 tháng 8 năm 2019, ngành đường sắt đã tạm dừng chạy tàu tuyến Nha Trang Huế và ngược lại. Đây là đôi tàu được lập vào tháng 5 vừa qua nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của người dân từ tỉnh Thừa Thiên Huế đến tỉnh Khánh Hòa trong dịp hè. Các tàu này thường xuất phát từ ga Nha Trang lúc 9 giờ đến Huế lúc 23 giờ. Ở chiều ngược lại, tàu NH1 xuất phát tại ga Huế lúc 17 giờ 10 phút đến ga Nha Trang lúc 6 giờ 5 phút. Với những hành khách đã mua vé tàu NH1, NH2 sẽ được chuyển sang đi tàu SF7, SF8. Đồng thời, trong trường hợp hành khách không có nhu cầu đi thì sẽ được trả vé lại không mất phí. Hôm qua tại thành phố Hạ Long diễn ra lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa tỉnh Quảng Ninh và công ty Clipper Weather về việc Quảng Ninh tham gia cuộc đua thuyền buồm vòng quanh thế giới giai đoạn 2019-2020 và đăng cai điểm đến giai đoạn 2021-2022.
Theo thỏa thuận hợp tác, bắt đầu từ mùa giải 2019-2020, tỉnh Quảng Ninh sẽ có một thuyền và đội đua mang tên Hà Long Bay Việt Nam, với mục tiêu trọng tâm là quảng bá mạnh mẽ cho du lịch Quảng Ninh, đặc biệt là di sản kỳ quan Vịnh Hạ Long. Các thủy thủ tham gia cũng sẽ được trang bị quần áo gắn các logo quảng cáo cho Hạ Long Quảng Ninh. Tỉnh Quảng Ninh cũng sẽ cử một số thủy thủ tham gia đội đua. Trong mùa giải 2021-2022, Quảng Ninh tiếp tục có một thuyền và đội đua Hà Long Bay Việt Nam tiếp tục tham gia. Một trong số các điểm đến trong mùa giải 2021-2022 sẽ là Vịnh Hạ Long Quảng Ninh Việt Nam. Hình ảnh của Hạ Long được mang theo trên cả con thuyền tham gia cuộc đua vòng quanh thế giới. Tin quốc tế, hôm qua Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo Moscow sẽ buộc phải khởi động tiến trình phát triển cả tên lửa mặt đất tầm ngắn và tầm trung nếu Mỹ cũng bắt đầu tiến trình này sau khi hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung INF đổ vỡ. Sau khi chủ trì cuộc họp với Hội đồng An ninh Quốc gia Nga, Tổng thống Putin đã chỉ thị các cơ quan chức năng giám sát chặt chẽ mọi bước đi của Mỹ. Ông Putin cho biết nếu Nga có được những thông tin đáng tin cậy rằng Mỹ hoàn thành quá trình phát triển những hệ thống tên lửa bị cấm trong INF và bắt đầu khâu sản xuất, thì Moscow không có lựa chọn nào khác là nỗ lực toàn diện để phát triển những loại tên lửa tương tự. Ông Putin cũng khẳng định, với kho vũ khí tên lửa hiện có, cùng với những tiến bộ trong phát triển tên lửa siêu nhanh, Nga có đủ năng lực để đối phó với mọi mối đe dọa từ Mỹ. Tổng thống Nga cho rằng hai nước cần nối lại cả cuộc đàm phán về kiểm soát vũ khí, nhằm ngăn chặn bùng phát một cuộc chạy đua vũ trang không giới hạn. Quân đội Hàn Quốc cho biết sáng nay Triều Tiên đã bắn cả vật thể chưa xác định vào vùng biển phía đông nước này, tức biển Nhật Bản. Đây là lần thứ tư trong chưa đầy 2 tuần Bình Nhưỡng tiến hành vụ phóng như vậy. Theo Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc, các vật thể chưa xác định được phóng lên 2 lần trong buổi sáng từ tỉnh Nam Hoang Hê của Triều Tiên. Quân đội Hàn Quốc đang theo dõi tình hình trong trường hợp có thêm vụ phóng khác và duy trì tình trạng sẵn sàng. Trước đó trong các ngày 25 tháng 7, 31 tháng 7 và mùng 2 tháng 8, Triều Tiên đã thực hiện các vụ phóng tương tự. Trong đó 2 vụ phóng gần nhất được tuyên bố là nhằm thử nghiệm hệ thống tên lửa dẫn đường mới phát triển. Vụ phóng mới nhất hôm nay diễn ra chỉ một ngày sau khi Mỹ và Hàn Quốc bắt đầu tiến hành cuộc tập trận chung được lên kế hoạch kéo dài nửa tháng. Đây là cuộc tập trận tham mưu chỉ huy trên máy tính với mục đích đối phó với tình huống khẩn cấp trên bán đảo Triều Tiên. Hôm qua, Bộ Quốc phòng Anh tuyên bố sẽ tham gia sứ mệnh an ninh biển do Mỹ dẫn đầu tại vùng Vịnh để bảo vệ các tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz. Bộ Quốc phòng Anh khẳng định quyết tâm đảm bảo rằng tàu thuyền nước này được bảo vệ khỏi các mối đe dọa bất hợp pháp. Do đó, London đã quyết định tham gia nhiệm vụ an ninh hàng hải mới tại vùng Vịnh, mong muốn hợp tác với Mỹ và các nước khác để tìm ra giải pháp quốc tế cho vấn đề tại eo biển Hormuz. Eo biển Hormuz được coi là cửa ngõ dầu mỏ quan trọng nối liền Vịnh Persia với Vịnh Oman. Đây là nơi có tới hơn 20% lượng dầu mỏ của thế giới đi qua. Iran nằm ở phía bắc eo biển, trong khi các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và một vùng lãnh thổ của Oman nằm ở phía nam. Tình hình tại Hormuz trở nên căng thẳng do các vụ tấn công tàu chở dầu, việc Iran và Mỹ bắn rơi máy bay do thám không người lái của nhau, cũng như việc Iran bắt giữ tàu chở dầu của Anh. Mỹ đã mời nhiều nước tham gia liên minh với mục tiêu nhằm đảm bảo giao thông hàng hải tự do và mở. Mới đây, thành phố Thượng Hải, Trung Quốc đã tuyên bố mở các tour du lịch sở thú vào ban đêm để mang lại trải nghiệm thú vị cho các du khách. Hàng nghìn con thú sẽ tham gia hoạt động về đêm này. Bắt đầu từ ngày 8 tháng 8 tới, Công viên Động vật Hoang dã tại Thượng Hải sẽ cung cấp các tour du lịch vào ban đêm cho du khách. Đêm chạy thử đầu tiên đã được tiến hành vào thứ Bảy ngày 3 tháng 8 vừa qua. Sở thú đã trang bị các thiết bị chiếu sáng khuếch đại, mô phỏng mặt trăng, tạo không gian cho các loài động vật sinh hoạt thoải mái. Đi thăm sở thú vào ban đêm, chúng ta có thể cảm nhận được không khí rất khác và hiểu thêm được về thói quen của các loài động vật về đêm. Chúng ta sẽ thấy được mặt hoàn toàn khác lối sinh hoạt ban ngày tại các sở thú. Tại buổi chạy thử đầu tiên, các du khách đã tỏ ra hứng thú trước màn biểu diễn vồ mồi của những chú hổ. Chúng nhảy lên vồ mồi treo trên cao và rơi xuống mặt hồ trong tiếng reo hò của khách tham quan. Những động vật nhỏ hơn như cáo hay gấu trúc lại dành hầu hết buổi đêm để nghỉ ngơi hoặc vận động nhẹ. Du khách cũng được ngồi thuyền xuôi theo dòng suối, nhìn ngắm hoạt động về đêm của những chú tê giác, những chú hồng hạc như phát sáng vào ban đêm và cả những con sư tử trắng chuẩn bị đi săn mồi. Nếu như bạn may mắn, bạn sẽ được chứng kiến cảnh hiểm hoi của những con thú đi săn mồi, những cảnh mà bạn vốn chỉ được thấy trên TV. Màn trình diễn đặc biệt nhất có lẽ thuộc về cuộc diễu hành của những chú voi mang trên mình trang phục đèn LED lấp lánh, thắp sáng cả một khu sông lớn của công viên hoang dã Thượng Hải.
dự tính hơn 5.000 động vật từ hơn 100 loài khác nhau sẽ được ra mắt công chúng trong chương trình tour ban đêm này. Những loài động vật không hợp với hoạt động ban đêm như khỉ mặt trắng Saki sẽ không tham gia các hoạt động. Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin trong nước và quốc tế của Đài Phát thanh Truyền Quảng Bình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.